Sáng nay tại trường bắn quốc gia khu vực 2, quân chủng phòng không không quân đã tổ chức diễn tập bay bắn ném bom đạn thật cho các đơn vị không quân của sư đoàn 372 và trường sĩ quan không quân. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo diễn tập. Tại cuộc diễn tập, các phi công và tổ bay đã thực hành công kích mục tiêu mặt đất ban ngày với các nội dung: bổ nhào ném bom, phóng rocket, bắn pháo cơ động giản đơn, cơ động phức tạp theo biên đội và đơn chiếc. Trong quá trình tổ chức, các thành phần chỉ huy bay điều hành linh hoạt, khoa học, đặc biệt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, thông tin, radar tốt. Đáng chú ý, lực lượng phi công tổ bay chấp hành nghiêm kỹ thuật bay, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, bình tĩnh, tự tin trong việc sử dụng các loại vũ khí như bom, rocket, đạn pháo, thực hiện 24 chuyến công kích mặt đất chính xác, bảo đảm đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Trung tướng Phạm Trường Sơn biểu dương các thành phần tham gia diễn tập bay, bắn ném bom đạn thật ban ngày đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, nhiều phi công trẻ lần đầu tiên thực hành bay, bắn ném bom đạn thật đều đạt kết quả tốt. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị để diễn tập bay, bắn ném bom đạn thật ban đêm diễn ra sau đây một ngày đạt kết quả tốt.